Mật hẹn hò rapper Bezay. Những ngày gần đây, khán giả xôn xao nghi vấn Hiền Hồ và rapper Bezay bí mật có quan hệ tình cảm. Nguyên do xuất phát từ việc rapper Bezay bấm theo dõi Hiền Hồ trên Instagram. Tài khoản của Bezay có 135.000 người theo dõi nhưng anh chỉ theo dõi duy nhất Hiền Hồ. Đáng lưu ý, Bezay từng tuyên bố chỉ theo dõi một người duy nhất trên mạng xã hội là người yêu mình. Vì vậy, khán giả khẳng định nam rapper và Hiền Hồ có mối quan hệ trên mức bình thường. Tuy nhiên mới đây, Hiền Hồ đã có câu trả lời cho người hâm mộ về những vấn đề xung quanh. Không chỉ phủ nhận chuyện yêu đương, nữ ca sĩ còn cho biết chưa từng gặp hay nói chuyện với đàn anh. Trên Instagram, Hiền Hồ cũng không theo dõi đáp lễ lại của Bezay. Về phía Bezay, anh cũng bị hàng trăm tài khoản đổ bộ chất vấn. Sau đó, Bezay đã phải hủy theo dõi Hiền Hồ. Trước đó, Hiền Hồ thường xuyên bị đồn hẹn hò với Bùi Anh Tuấn. Kể từ sau EV Cưới Nhau Đi, mọi hoạt động của hai nghệ sĩ đều được khán giả để ý sát sao. Đáng lưu ý, Hiền Hồ và Bùi Anh Tuấn được cho là đã đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên cả hai đều không thừa nhận việc hẹn hò. Hiền Hồ cho biết cô và đàn anh chỉ là bạn bè thân thiết, thường xuyên tâm sự những chuyện vui buồn cùng nhau chứ không phải quan hệ yêu đương. Trong khi đó, Bùi Anh Tuấn phản hồi lấp lửng về nghi vấn yêu đàn em. Nam ca sĩ chỉ thừa nhận có cảm xúc rất đặc biệt với Hiền Hồ. Hiền Hồ sinh năm 1997, nổi lên từ vị trí Á quân Giọng Hát Việt năm 2017. Bên cạnh những bài hit, Hiền Hồ gây chú ý nhiều hơn ở những câu chuyện đời tư. Giữa năm 2018, nữ ca sĩ gây chấn động vì bị nghi gài bẫy Subin Hoàng Sơn để câu tiếng tăm, khiến huấn luyện viên của mình là Tóc Tiên cạch mặt. Nhiều sao Việt từng lên tiếng ẩn ý về vụ việc nói trên tại thời điểm đó.